vị đang đến với chương trình trải nghiệm đỉnh cao US Open 2022. Giải Grand Slam cuối cùng trong năm trên mặt sân cứng đã đi đến vòng tứ kết và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua những dấu ấn nổi bật nhất. Xin được giới thiệu đến quý vị khán giả, vị khách mời sẽ đồng hành cùng với Như Bình trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Nam Vương siêu quốc gia châu Á 2022, anh Đạt Kiều. Xin chào anh. Chào Như Bình, chào khán giả của HTV. Và mình là Đạt Kiều. Và ngày hôm nay rất là vui khi mà có mặt ở đây để trò chuyện, giao lưu cùng với Như Bình, cùng khán giả. Mình là người rất là đam mê thể thao, và thể thao không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thú vị. Và trước khi cùng với Đạt Kiều để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thì Như Bình xin được nhắc lại câu hỏi dành cho quý vị khán giả để có thể sở hữu hai chuyến đi đến Ý trải nghiệm giải đấu kết thúc mùa ATP Finals. Đó là quý vị hãy dự đoán ai sẽ là nhà vô địch đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2022. Hãy tham gia trả lời ở bài đăng trên fanpage HTV Thể thao để nhận được những phần thưởng đặc biệt là hai chuyến đi đến nước Ý vào cuối năm nay. Vòng tứ kết nội dung đơn nam US Open đã diễn ra hai cặp đấu vào rạng sáng nay với những kết quả không kém phần bất ngờ. Tay vợt đã loại hạt giống số 1 Medvedev là Nick Kyrgios đã thua Karen Khachanov trong trận đấu kéo dài đến 5 ván. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Matteo Berrettini và Casper Ruud đã khép lại với chiến thắng dành cho hạt giống số 5 người Na Uy. Như vậy, cặp đấu bán kết đầu tiên sẽ diễn ra giữa Khachanov và Casper Ruud. Không biết là anh Đạt Kiều có những nhận định gì về kết quả này ạ? Mình cũng theo dõi giải đấu cũng như kết quả những ngày qua thì mình cũng khá là bất ngờ khi Medvedev cũng như là Nadal bị loại khá là sớm, đồng nghĩa với việc giải đấu năm nay sẽ có một nhà vô địch mới. Mình thì rất là ấn tượng với tay vợt Kyrgios. Tay vợt này có lối đánh rất là hay cũng như chắc chắn, nhưng mà cũng khá là tiếc khi mà sáng nay đã phải dừng lại ở vòng tứ kết. Vâng, đúng là có rất là tiếc nuối dành cho Nick Kyrgios ở một giải đấu mà anh ấy đang cho thấy sự tập trung và nghiêm túc rất là lớn thay vì những rắc rối hay là tranh cãi thường thấy. Nhưng điều này càng chứng tỏ năng lực của Karen Khachanov, người đã đánh bại anh ở tứ kết. Đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên tay vợt 26 tuổi này vào đến bán kết một giải Grand Slam, và còn nhiều điều khác nữa mà chúng ta có thể vẫn chưa biết về tay vợt này. Nếu vô tình bắt gặp ngoài đường, có thể bạn sẽ nhầm Karen Khachanov với Liam Hemsworth, tay tử người Úc nổi danh với tựa phim Đấu trường sinh tử. Chính Khachanov cũng chọn Liam cho câu hỏi được khảo sát bởi ATP rằng bạn muốn diễn viên nào đóng vai chính trong cuốn phim nói về cuộc đời mình. Một trong những điểm mạnh của Khachanov là sự tập trung và kiên nhẫn trong những trận đấu kéo dài. Bằng chứng là hai trận đấu gần nhất của anh tại Mỹ mở rộng đều trải qua 5 ván đấu. Phẩm chất này xuất phát từ chính sở thích từ ngày của anh, đó là chơi cờ vua và đọc tiểu thuyết La Mã cổ đại. Dù phải thi đấu liên tục nhưng Khachanov vẫn dành thời gian để hoàn tất chương trình đại học từ xa chuyên ngành giáo dục thể chất tại trường đại học Moscow vào năm 2018. Khachanov cũng được xem là một công dân toàn cầu bởi dù sinh ra tại Nga, nhưng năm 15 tuổi anh đã sang Croatia tập luyện. Đến năm 18 tuổi anh chuyển sang Tây Ban Nha và hiện anh đang sinh sống cùng vợ và con trai ở Dubai, cách tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vào đến bán kết Mỹ mở rộng đã là thành tích tốt nhất của anh từ trước đến nay ở một giải Grand Slam, và hãy xem chuyến phiêu lưu của anh chàng này sẽ đi đến đâu. Để có thể viết tiếp cuộc hành trình của mình tại Mỹ mở rộng năm nay, Karen Khachanov sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ đầu giải đến giờ. Hạt giống số 5 Casper Ruud người Na Uy. Đạt Kiều đã nghe qua cái tên của tay vợt này bao giờ chưa ạ? Mình cũng nghe qua cái tên này rồi, nhưng mà cái tên này chưa để lại cho mình ấn tượng. Và mình được biết Na Uy là một quốc gia thuộc vùng Bắc Âu, thời tiết khá là lạnh. Nên là mình nghĩ lạnh như vậy thì sẽ phù hợp với các bộ môn như khúc côn cầu này, trượt tuyết, trượt băng. Và Na Uy thì chưa có tay vợt nào mà để lại nhiều ấn tượng. Đúng như lời anh Đạt Kiều vừa mới nói thì Casper Ruud vẫn là một cái tên khá là mới mẻ với người hâm mộ quần vợt. Nhưng mà thực tế thì tay vợt 23 tuổi này đang có những bước tiến khá vững chắc. Vào năm 2018, anh đã tham gia kỳ Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Úc mở rộng. 2019, anh lọt vào top 100 thế giới, giành quyền dự Next Gen ATP Finals. Năm 2020, anh đạt danh hiệu ATP đầu tiên và lọt vào top 25. Tiếp đó thì anh đã đoạt 5 chức vô địch và lọt vào top 10 trong năm 2021. Và đến năm nay, năm 2022, anh đã trở thành á quân của Roland Garros và hiện đang xếp hạng 7 thế giới. Những thông tin vừa rồi mà Như Bình đã cung cấp
có thể cho chúng ta thấy được toàn bộ hành trình phần đấu của tay vợt người Na Uy. Như mình được biết thì với trường hợp Medvedev bị loại thì Kasparov hiện đang là ứng viên cho ngôi vị số 1 thế giới sau giải Mỹ mở rộng. Vâng, thông tin của anh Dakio là hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Dù Medvedev đang là tay vợt số 1 thế giới, nhưng việc bị loại ở vòng 4 khiến anh sẽ không thể bảo vệ vị trí này. Và cuộc đua hiện tại đang diễn ra cực kỳ gay cấn giữa ba cái tên Kasparov, Carlos Alcaraz và cả Rafael Nadal. Vậy ngôi số 1 thế giới sẽ được quyết định như thế nào dựa trên thành tích của các tay vợt này? Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Song song với cuộc đua ngôi vô địch, US Open năm nay cũng đang chứng kiến cuộc đua ngôi số 1 thế giới giữa ba tay vợt Rafael Nadal, Carlos Alcaraz và Kasparov. Có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, Alcaraz hoặc Ruud sẽ lên ngôi số 1 thế giới nếu vào chung kết và người còn lại không vào trận đấu tranh danh hiệu. Trường hợp 2, Alcaraz và Ruud cùng vào chung kết, tay vợt giành chiến thắng sẽ giành luôn ngôi số 1 thế giới. Trường hợp 3, Alcaraz và Ruud đều không vào chung kết, ngôi số 1 thế giới sẽ thuộc về Nadal. Ngôi số 1 thế giới có ý nghĩa rất lớn với cả ba. Nếu Alcaraz lên ngôi số 1 thế giới, anh sẽ trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử kể từ năm 1973 đứng đầu bảng xếp hạng ATP, năm 19 tuổi 4 tháng. Số ngã kỷ lục của Leighton Hewitt, số 1 thế giới năm 20 tuổi 9 tháng. Nếu Ruud đứng đầu bảng xếp hạng ATP, sẽ trở thành tay vợt người Na Uy đầu tiên làm được điều này. Còn nếu Nadal trở lại ngôi số 1 thế giới, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2019 Nadal được trở lại vị trí này và là lần thứ 9 tay vợt người Tây Ban Nha đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, cặp bán kết đầu tiên cũng đã được xác định sau khi Ons Jabeur vượt qua Aja Tomljanovic, còn Caroline Garcia đánh bại niềm hy vọng nước chủ nhà Coco Gauff. Không biết là anh Dakio có những ấn tượng gì với hai tay vợt đã vào bán kết này không ạ? Mình biết đến Ons Jabeur là tay vợt người Tunisia đã vào đến chung kết một giải Wimbledon mới đây. Và đặc biệt hơn nữa là Ons Jabeur là một người phụ nữ đầu tiên thuộc khối châu Phi và Ả Rập lọt vào bán kết một giải Mỹ mở rộng. Dạ vâng, đúng rồi. Và ở trận bán kết tới đây gặp Caroline Garcia, tay vợt người Tunisia cũng đang chiếm ưu thế trong thành tích đối đầu. Cả hai lần gặp nhau trước đó giữa hai tay vợt đều trên mặt sân cứng và đều khép lại với chiến thắng dành cho Jabeur. Trong đó có trận đấu ở vòng 1 Mỹ mở rộng 2019 và cuộc đối đầu giữa hai tay vợt này cũng sẽ là nội dung của câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Tổng số lỗi giao bóng kép của hai tay vợt ở trận đấu giữa Ons Jabeur và Caroline Garcia là bao nhiêu? Có 4 đáp án được đưa ra: A từ 0 đến 5, B từ 6 đến 10, C từ 11 đến 15 và D trên 15. Quý vị hãy tham gia dự đoán trên fanpage HTV Thể thao để nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ chương trình. Không biết là anh Dakio thì sẽ có những gợi ý như thế nào dành cho quý vị khán giả với câu hỏi này ạ? Mình thì cũng không dám gợi ý gì, nhưng mà theo mình được biết thì hai tay vợt này thì còn lối đánh khá là cẩn thận và tập trung. Mỗi trận đấu thì thường chỉ mắc 2 đến 3 lỗi giao bóng kép, nên mình xin dự đoán phương án A hoặc B. Như vậy thì quý vị khán giả coi như là đã có sự trợ giúp 50-50 đến từ anh Dakio rồi. Hy vọng là quý vị sẽ đưa ra lựa chọn chính xác dành cho mình nhé. Còn bây giờ một lần nữa rất cảm ơn sự tham gia của anh Dakio trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.